hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, được cha thánh Gioan Bosco và mẹ thánh Maria Mazzarello thành lập vào ngày 5 tháng 8 năm 1872 tại Modenese, nước Ý. Hiện nay, hội dòng đang có mặt tại 96 quốc gia và đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1961. Nếu bạn nghe thấy tiếng Chúa dường như đang mời gọi, nếu bạn muốn dấn thân phục vụ người nghèo, nếu bạn muốn khám phá bản thân và có một quyết định dứt khoát hơn cho tương lai, hãy tham dự khóa Khám phá ơn gọi dành cho các bạn nữ đã hoàn tất chương trình lớp 12 cao đẳng và đại học. Khóa 1 từ ngày 17 đến 20 tháng 7. Khóa 2 từ ngày 14 đến 17 tháng 8 năm 2020. Địa điểm: trụ sở chính của Hội Dòng, 57 đường số 4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Hội Dòng, bạn sẽ có những kinh nghiệm đẹp về nhịp sống đời tu, có nhiều thời gian lắng đọng trong cầu nguyện và được đồng hành để khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Hội Dòng luôn cầu nguyện cho bạn, rất mong và hẹn gặp lại.